về Chúa, như đất khô mong nước nguồn, như nai kia mong về bên suối, như con thơ mong mẹ hiền. Con hướng về Chúa như hướng dương mong mặt trời. Chính Chúa là cứu tinh của tất cả chúng con, là vị ân nhân vĩ đại nhất của toàn nhân loại, đấng giải thoát con khỏi quyền lực tâm tối. Chiến đấu cho nên